Đã 30 tuổi rồi, chứ còn bé bỏng gì nữa mà cứ gần đến sinh nhật của bản thân là lại háo hức, lòng bồn chồn nôn nao khó hiểu. Lúc này là một tuần trước ngày sinh nhật của mình. Hôm đó mình có công việc phải ra ngoài nên là dậy sớm hơn bình thường một chút xíu. To stop at Morford Road, stop 12, please request now. Exit on the left in the direction of travel. Khi mà xong việc rồi cũng không chịu về nhà, mình ghé ngang qua quán cà phê ở khu trung tâm, ăn một miếng bánh croissant và uống ly cà phê latte đá. Nhớ không lầm thì hôm sau mình đi cắt mái tóc dài thần tiên tỷ tỷ của mình luôn, vì thời tiết bắt đầu nóng ở Adelaide rồi và mình cũng muốn cắt tóc cho đời mới mẻ hơn một tí. Đó là còn cần cái để vợ vẽ vẽ trên cái cupcake á. Ngon lắm. Còn đoạn này là tầm 1 giờ sáng ngày sinh nhật của mình. Anh bạn đời sau khi bù đầu với mớ bài tập đã tranh thủ lao vào bếp làm chiếc bánh phô mai cho mình. Đây là lần đầu tiên sinh nhật mình được ai đó tận tay làm cho một chiếc bánh, nên lòng rất là ấm áp luôn. Vì anh bạn đời hôm sau phải đi học và làm cả ngày, không cùng mình đón sinh nhật đúng ngày được, nên là muốn làm cho mình một cái bánh để mình vui hơn. Rồi còn bày chiêu trò tặng quà khủng là mình muốn té ngửa luôn á. Nhau nhau chị cái bánh này nè.
ngờ ngày hôm sau nữa. Đúng ngày sinh nhật của mình, sau giờ lên trường, anh bạn đợi tranh thủ về nhà và trang trí chiếc bánh kem phô mai còn dang dở ngày hôm trước cho mình trước khi chạy đi làm tiếp. Một điều mình thật là ngưỡng mộ anh bạn đời, đó là làm bánh hay thử một cái công thức nào đó lần đầu thì chưa bao giờ bị fail luôn. Bánh phô mai lần này vừa mịn, thơm ơi là thơm, cộng thêm mấy quả berry, lại chỉ có ba từ thôi, ngon siêu cấp. Cuộc sống xa nhà đa số chỉ có hai vợ chồng mình bên nhau, cổ vũ tinh thần nhau những lúc nhớ nhà. Cũng phần lớn hai đứa mình tự tạo niềm vui cho nhau, và sự thật là mình vẫn luôn có những ngày sinh nhật không cô đơn như thế này. Cảm ơn gia đình ở Việt Nam vì luôn dõi theo và ủng hộ con hết mực. Cảm ơn vì những tin nhắn và cuộc gọi đầu tiên nhất. Và cảm ơn những người bạn của mình vì những lời chúc chân thành và yêu thương nhất. Đặc biệt cảm ơn anh bạn đời nhé, vì đã làm quá nhiều thứ để mình cười thật tươi ở sinh nhật 31 này. You're the only fox in town who knows how to get you're so special. It's not obvious that you're around. So if you think that I forgot it's your birthday, let me fix your mind. Now I can bring you the moon, but I can sing a song of love. Don't worry, I'll be on your side. Cause you're my best friend forever. I wish you all my best regards. That's how I see you every day. You do magic with your hands, but you can build narrow plane. You're the only boy in town who has love for every.
Thank you. Perfect. Enjoy. Yeah, thanks. It's not obvious that you're around. So if you think that I forgot it's your birthday, let me fix your mind. No, I can bring you the moon, but I can sing a song of love. Đôi lúc những khoảnh khắc đơn giản nhất lại là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Thôi nén rồi, và mình cũng không ước gì nhiều, chỉ mong một chữ an luôn bên cạnh. Đó là những gì mình mong muốn trong năm nay. To the passion fruit tree. You think that I forgot it's your birthday? Let me fix your mind. No, I can bring you the moon, but I can sing. And if you'll ever feel lonely, don't worry, I'll be on your side. 'Cause you're my best friend forever.